Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi thức, thấy lửa thiêu đốt các thành ấp hoặc thiêu đốt xóm làng, liền nghĩ, ở trong mộng hoặc khi thức, ta từng thấy mình có các hành động tướng trạng của bậc bất thối truyền. Nếu những điều ta thấy chắc chắn là thật có, thì nhất định sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện lửa dữ này tức thời được dập tắt biến thành mát mẻ. Đại Bồ Tát ấy phát nguyện chí thành tha thiết như vậy. Mà khi ấy lửa dữ không tắt, lại cháy từ nhà này lan qua nhà khác, lại cháy từ xóm này lan qua xóm khác, cứ lần lượt như vậy lửa kia mới tắt. Đại Bồ Tát ấy tự mình biết rõ chắc chắn đã được thọ ký bất thối truyền. Nhưng nhà người bị cháy là do hữu tình ấy tạo tác nhiều về nghiệp phá hoại chánh pháp. Do nghiệp ấy nên đầu tiên họ bị đọa vào đường ác, trải qua vô lượng kiếp, chịu quả khổ thích đáng. Nay sanh vào cõi người bị các tai ương khác, hoặc do nghiệp này sẽ đọa vào đường ác, trải qua vô lượng kiếp, bị quả báo khổ thích đáng, mà nay ở cõi người ít bị tai ương. Lại nữa, này thiện hiện, căn cứ theo những nhân duyên đã nói ở trên, biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại có vị thành tựu tướng trạng khác, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Vì ông ta sẽ phân biệt giải nói, ông nên lắng nghe suy nghĩ thật kỹ. Thiện hiện bạch Phật, xin Thế Tôn nói cho. Phật bảo thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thấy có người nam hay người nữ bị loài phi nhân làm mê loạn, chịu các khổ não, không thể tránh xa được, liền nghĩ, nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết ta đã được ý vui thanh tịnh, thọ ký cho ta quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền. Nếu ta phát sanh tác ý thanh tịnh lâu dài, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để bỏ tác ý của thanh văn độc giác, không lấy tác ý của thanh văn độc giác, mà cầu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì đương lai chắc chắn sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đến tận cùng đợi vị lai, làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình. Nếu ở mười phương thế giới thật có Như Lai ứng chánh đẳng giác, nói pháp vi diệu, làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, thì chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đó, không có điều gì không thấy, không nghe,